8 lợi ích hay ho của việc đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi là cách để cơ thể bài tiết và điều hòa nhiệt độ cơ thể. Khi chúng ta cảm thấy nóng hoặc trong khi tập thể dục, đổ mồ hôi là hiện tượng bình thường. Đổ mồ hôi bình thường rất tốt cho sức khỏe của bạn. Đổ mồ hôi có thể điều động toàn bộ các cơ quan, cải thiện tuần hoàn máu. Theo quan điểm của y học Trung Quốc, đổ mồ hôi đúng cách cũng có thể giúp xua tan sự ẩm ướt và hơi nóng ra khỏi cơ thể, tinh thần hưng phấn. Dưới đây là 9 tác dụng tuyệt vời của việc đổ mồ hôi. Số 1. Chăm sóc da và làm đẹp. Mồ hôi là loại kem làm đẹp tự nhiên tốt nhất. Mồ hôi và dầu tiết ra từ tuyến bã nhờn trên bề mặt da tạo thành một lớp màng giúp giữ nước trên da, giúp làn da mịn màng, căng bóng. Những người không đổ mồ hôi, sự trao đổi chất trên da diễn ra chậm, một số chất thải không được bài tiết ra ngoài, sẽ gây bệnh. Đổ mồ hôi chủ đích có thể làm sạch lỗ chân lông, giúp đạt hiệu quả làm đẹp. Số 2, đào thải chất độc. Các chuyên gia nói rằng đổ mồ hôi chủ động có thể tăng tốc quá trình lưu thông và trao đổi chất của cơ thể, và trục xuất các chất độc như axit lactic, ure và amoniac tích tụ trong cơ thể ra ngoài để đảm bảo mũi, da, phổi và ruột già hoạt động thông suốt. Ở một mức độ nhất định có thể làm giảm gánh nặng trao đổi chất của thận. Số 3, kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp là một hiện tượng xảy ra do đường kính trong của mạch máu ngày càng hẹp và lưu lượng máu bị hạn chế. Vận động đổ mồ hôi có thể mở rộng mao mạch, tăng tốc lưu thông máu, tăng tính đàn hồi của thành mạch máu và giảm huyết áp. Số 4, thúc đẩy tiêu hóa và giấc ngủ. Y học cổ truyền Trung Quốc nhấn mạnh rằng làm việc quá sức sẽ làm tổn thương cơ thể, khiến khí huyết không lưu thông cộng với việc cơ thể không đổ mồ hôi sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Đồng thời hoạt động thần kinh sẽ bị ảnh hưởng và khiến mọi người khó ngủ vào ban đêm. Số 5. Ngăn ngừa loãng xương Nhiều người nghĩ rằng đổ mồ hôi sẽ gây mất canxi trong cơ thể. Về vấn đề này, các chuyên gia chỉ ra rằng chỉ các vitamin tan trong nước sẽ bị mất khi đổ mồ hôi. Mặc dù canxi hòa tan trong nước, Độ hòa tan của nó rất thấp và ít có khả năng thải ra ngoài thông qua mồ hôi. Ngược lại, đổ mồ hôi có lợi cho việc giữ canxi hiệu quả và ngăn ngừa loãng xương. Số 6, tăng cường trí nhớ. Một thí nghiệm giáo dục dài hạn được thực hiện bởi 20.000 học sinh trung học ở Hoa Kỳ cho thấy rằng, đổ mồ hôi tích cực sẽ có tác động tích cực đến học sinh, trí nhớ và sự tập trung của học sinh được cải thiện rất nhiều. Số 7, giảm cân khi cơ thể di chuyển và đạt đến một cường độ nhất định, chất béo sẽ được đốt cháy và chuyển thành nhiệt, sẽ được thải ra khỏi cơ thể thông qua mồ hôi. Số 8. Tăng cường sức đề kháng Nhờ vào khả năng đào thải độc tố, mồ hôi giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Càng giảm lượng độc tố tích tụ trong cơ thể, khả năng chống lại bệnh tật của con người càng được cải thiện. Số 9. Ngăn ngừa cảm lạnh đổ mồ hôi thực sự có thể giúp chống lại bệnh lao và các mầm bệnh nguy hiểm khác. Các peptide kháng khuẩn có trong mồ hôi có thể chống lại virus, vi khuẩn và nấm một cách hiệu quả, nó có thể xâm nhập vào màng tế bào của vi khuẩn và phân hủy chúng. Trên đây là chính lợi ích của việc đổ mồ hôi đối với sức khỏe con người. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ